Alo, chào mọi người nha. Hôm nay buồn buồn ngồi nhà nóng nực quá không biết gì sao. Rồi mới chạy ra đây ngồi uống nước đồ cho mà thiệt ở đây mát thiệt. Mình ở đây là đang ở đền Long Phượng nha mọi người. Thì thường mình ngồi ở đây kêu nước mía đồ bên đây. Chứ bên đây ăn hàng, ngồi bên đây hôm nay nó nghỉ rồi mình mua bên kia. Xuống đây nhìn phong cảnh nó cũng nhìn cũng mát mẻ, nhìn nó hoang sơ mà đẹp đẽ cho người. Cảnh đang đẹp mọi người thấy không, biên quỷ già nằm luôn rồi thấy không, lần nào cũng vậy á, xuống đây kêu người ta uống nước đủ người ta uống nước á. Kiếm gì chơi. Vũ ta xuống đây chơi không à, mà uống nước mà mỗi lần cái xuống bắt đầu nó nằm cái nằm ngủ á, mà tối ngày đổi thừa mình ngủ như heo không à, đó người thấy rõ không đó, thằng nào cũng kêu xuống đây uống nước chơi, thấy chơi gì đâu đó. Bây giờ nó nằm ngủ rồi đã bắt đầu cái ngồi dậy cái kiếm chuyện gì chơi mình như bữa Tết đó. Cái tự nhiên cái vụ chơi mình sau bà má mình quýt mình mấy cây, mình khóc từ trưa mà cho tới tối luôn, là cũng quỷ già không á. Giờ chỗ này vắng tanh nè, tự nhiên cái nằm ngủ để mình đây mình cũng sợ cũng chết luôn à. Ngủ vậy cái bắt đầu cái tới phiên ta ngủ cái bắt đầu chơi. Chơi người ta đè chơi người ta. Ừ, giờ hỏi ví dụ như là cái này mà có trực tiếp không phải nó giúp chứ. Ai mà hiến kế tôi thì đè tôi chơi cũng hoài luôn á trời. Không biết cách nào chơi á. Giờ mọi người có ý kiến gì cho mình chơi mình trả thù với ổng không? Bữa Tết vô má cũng giờ khóc khan tiếng luôn rồi nè. Có mặt ngủ à. Con cảnh ta thiên nhiên đang đẹp hơn con ha. Làm như quý già vậy á. Vậy mà tối ngày đó ngủ ở nhà ta ngủ đi. Phải chạy vô nhà mình. Rủ tối ngày ra rủ vắng đặng kiếm gì chơi mình á, thấy chơi đâu vô nằm ngủ mà uống vô được ly nước rồi nằm ngủ à. Giờ ông nằm nói mình đang suy nghĩ này giờ mà chưa ra kiếm cách nào chơi ổng à. Nhìn mặt ổng gì giờ mình chơi sao mọi người. Mình kiếm gì mình chơi đây? Tiếng kế gì chứ? À quên. Có rồi. À, ổng xe mình nó là có món này chắc chung gì dễ cho bụng cái mình hung ổng được mọi người. Để cho ông vậy ông la làng chân, ông nổi giờ gà ông la làng chân. Nếu mình chờ vậy thấy mà được nhớ mà quen nha. Mình xin phép mình có cây son này. Nhưng cây son này nhưng mà không phải là cây son của mình nha mọi người. Tại có xe lúc nào cũng có cái cây son này, nhưng mà 100% không phải là của mình nha. Nhưng mà lúc nào cũng phải có cây son trên chiếc xe mình đó nha. Đừng hiểu lầm nói son của mình xài, mình nào giờ mình không biết xài son nha. Đèo tiền. Giờ có cây son nè, để cái mình coi cái mình vẽ nha mọi người. Thank you.
mà nhớ 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 là cái này là mình chơi ổng nha, tại trong xe mình có son hẳn chứ cây son không giờ mà của mình được nha mọi người, mình không có xài son nha. Đó mọi người thấy không? Hôm nay là mình đè á, tại ông ngủ quá nha, tại do ông ngủ rồi mình cái mình đè cái mình chơi ổng nhưng mà nhớ mộn là không có được khai nha, không được khai là mình chơi nha mọi người. Để mình kiếm chỗ nào mình để cái điện thoại lên á. Bởi vì mình qua mình chơi ổng, nhớ hộ là chơi ổng có khai nha. Mọi người coi không có khai nha. Ý mà quên, mình phải lại mình ịnh vô cái mặt ổng chứ. Điều gì do mình mới kêu ổng vậy được. Ăn rồi. Mọi người muốn ịnh vô cái mặt ổng chỗ nào? Ở đây nha mọi người, ở đây nha. À, từ. Cái đẹp mọi người, đẹp không? Coi nè. Anh giống không mọi người? Thôi mọi người đợi xíu nha, mình kiếm chỗ mình treo điện thoại. Bây giờ kiếm mà treo điện thoại của bà cũng được. Không có chỗ nào để á. Mình xếp nè. A few moments later. Rồi nha mọi người, để cái mình kêu cái ổng dậy cái nha mọi người. Không chửi cái lặng nào vậy chuyên gia kêu tao xuống nằm ngủ không à, thấy chị nhà nó ngủ đi kêu xuống chuyện bất ngộ mình à. Giờ điện thoại hơi sửa không được, cặp ông ngủ không hỏi ai hỏi gì thôi hỏi gì thôi hỏi em nè. Nó mới nằm chưa hiểu mấy kia trời. Coi không coi. Bạn gái điện con chưa thấy mặt mà xong cái cà mà là chú hơn có chuyện mờ cam à. Chuyện gì? Không biết rồi. Về. Mà coi không biết rồi. Nằm đây chưa thiểu ngủ nằm hay trời. Sao nãy giờ chúng ta xuống nước rồi ngủ rồi trễ giờ tôi đi làm luôn ta. Sao nãy giờ không kêu ai biết sao nằm như thiểu ha. Con camera sao 100 vậy? Còn không? Hả? Dạ chỉnh luôn coi. Em hung mặt tao hả? Hung gì? Thấy giấu luôn nè. Camera người ta nhìn không ra chuyện thấy giấu gì á. Trời ơi, có camera có không ra tự nhiên con không chữ kìa trời. Chỉnh được không? Để tôi ngủ không hung thôi. Hung gì không? Ông tù la không rồi. Mày hung không? Mày phải đâu, vợ con rồi nha mày. Mày đầu tao đã nói với mày sao? Sao là sao? Vậy tôi có bộ bịch rồi, cái sắp lại tôi chi? Lỡ vợ tao nó biết sao? Làm sao biết? Chứ từ đầu tao nói với mày sao, tao nói là mày có yêu thương người ta không có yêu thương thì được nha.
tao có vợ có con rồi, hai anh em mình chỉ ráp lại làm kênh YouTube thôi à. Ai yêu ổng mà ai yêu ổng ổng tự tự như vậy, ai làm gì ổng? Lợi dụng ta ngủ không công ta, thấy người ta còn sắp 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 vô. Tụi lao nha, tụi không cảm thấy tụi không? Mày để dấu nào không thấy nữa? Wow, ở đây có ai? Có mày không chứ ai? Nó nãy giờ ông làm ngủ tôi vào xin tôi muốn biết ai cái biết nhỏ nào vô đây không ông sao? Nói tốt chuyên gia ông làm như ông có giá ông làm giá vậy? Nhưng mày không giá ông phải để mấy ngày út hết rồi. Chài cái tôm tớp tôm tớp tôi còn ông tôi đâu tôm tớp đâu, mặt già như quỷ bị đặt ở kim tập thái rồi rồi đó thường nó hung nữa ta. Còn mà mày không để giấu lại trên mặt tao đúng không nè hả? Tao đã nói với mày từ đầu rồi, tao nói với anh em mình hợp tác lại làm vậy thôi nha, chứ tao không có yêu thương mày được hết, tao có vợ con rồi mà mày nói ngàn cái mày cứ sát vô anh hoài nha, không được tự tin quá nha, mặt nó ghê với gớm mà giật hằng. Tự nhiên cái ngủ dậy cái tao kêu dậy đi về, cái tự nhiên đỡ hượng tao hùng bụng hay quá ha, ôm đẹp quá ha, ông làm như là còn trẻ hả gì á, cái mặt ông có sao kiến không? Mẹ xấu xấu mà kết cấu nó chắc sao mày? Xấu gì chắc chứ mày phải thấy trai nào mày cũng tôm bóp hả? Ha, người ta chắc cái mặt ta nâng lên, còn ông già hai mặt ông sợ xuống rồi chảy nhăn hết rồi mà ai dám hút không? Tao không biết mày trai nào thì thấy mày cũng tôm tớp chứ đừng nói xấu với tao. Mới tôm tớp. Bây giờ tôi tôm tớp để tôi còn chi ông à? Già thằng nha, già phù lý là chúng ta đổ rồi chuyên gia đổ rồi tao không á. Từ đầu tao đã nói với mày sao? Tao nói anh em mình chỉ hợp tác làm ăn thôi, mày có thương mình kiếm thằng khác thì thương. Ai thương ông? Ai thương ông? Ủa gì đây đàng hoàng nha. Ủa cái mặt như vậy tôi tin đi chơi không à? Ngồi dậy chứ làm cũng đa ông điệu nữa. Ở hờ tôi không nữa hả? Khó, chết mẹ mày rồi con. Mặt ông mày nó giống như lại nhằn hơn chiếc lá nữa. Bởi vậy, tao cứ nói với mày hoài, tao nói không có được, thì tôi kết hai mày kết. Tôi nói tôi không nhằn được cho hồi nha. Mặt ông hơi chơi à? Nó hồi tôi. Nhân hả? Em à? Ra đình Long Phượng chơi nha. Mày ra mày. Mày ra mày coi con quỷ bé nè, nó tao ngủ nó đè tao nó hung mày. Tao bị nhận như mày. Ghê vậy? Nó để dấu lên mặt luôn cả. Đó. Bị nhận như mày. Mà hung mà anh biết không? Ai hung lén không, hả? Nó hung lén nó tao cả. Hung khỏe ai cái không ông? Đó bởi vậy mày tin nó đi nhăn. Bữa giờ nó cứ theo nó kè kè mày đó. Ông tao lại nha, tôi với nhận lại Vũ nha, uống phê nhậu nha. Không nó tào lao với nha. Sao anh bé mấy bữa đàng hoàng đó, sao kỳ đó, sao giờ không lén anh Hùng hả? Mấy bữa nó tâm sự với mày sao mà bữa nay nó canh me tao ngủ nó đớp tao cả. Ông tào lao nha. Không có gì vậy. Ủa cái mặt ông dài như quỷ cài với một nó thường nó bày tỏ không mà nhận mà có không thiệt đó hả? Đó mày liệu hồn mày chơi với nó đi không nha. Không có gì nha, không có gì á, đừng nghe lời ông cái ông xạo á. Bữa thấy anh đàng hoàng mà sao anh kỳ vậy ta? Nó chơi với em sao vậy? Nói chuyện cũng bình thường này kia, anh em mà tâm sự này kia thôi. Thấy nồi gằn rồi, anh vuốt vuốt rồi. Nó vuốt vuốt vậy thôi phải không? Đâu tới nổi mà hung gớm quá. Không có nhận, không làm nó đàng hoàng mày. Thì nhiên tôi hung nào, ông nào. Chứ không phải mày để dấu lên trên mặt tao luôn nè. Không thấy tôi không? Không thấy mà mày để dấu trên mặt tao nè. Rồi ai vô đây? Mà ông già thằng ơi như quỷ vậy, ai dám hụt mình như ông đẻ vậy, ông đẻ hả? Rồi ông nói ăn chi rồi lỡ nó hiểu làm tôi sao? Thì anh em tao nói cho nó biết, để không nó anh cũng sợ nó hiểu làm anh nè, nó sợ là tao phỏng tay trên nó gì nè. Không vậy, không biết phỏng nhưng mà vậy sao? Đó nhân em coi đó nha, em coi em liệu với con bé đó bữa giờ nó có nói với tao lao nó tao lao mà không cũng hẳn bình thường à, đâu có gì đâu. Thấy tôi nhăn ngồi chuyện cái bữa nay kiếm cớ hả? Nó tôi hùng không? Anh nói với nó từ đầu á nhăn, anh nói là anh với nó là làm YouTube thôi, không nó không có được yêu thương gì hết á. Nó cũng rồi ai biết mà nó canh me anh ngủ mà nó hung anh. Hung đẹp ơi.
không có nhăn. Bây giờ cái em nhìn hư nhăn mặt không à, già xấu như quỷ rồi, đặt mà kêu ai hút. Đây xấu mà kết cấu nó bền vững mày. Ai mày cũng bền mẹ. Tụi mình thấy xấu vậy chứ kết cấu nó bền vững á. Con bền vững gì á? Mỗi chuyện tụi ông tự nhiên mặt nói gì ông điện cho nhăn vậy? Thì anh em tao nói cho nó biết là tao thấy nó mày rù rì qua nó đó, tao nói cho nó cẩn thận. Nói chuyện quá. Nhăn mày để ý mày cẩn thận đó nha, nó vũ mày tới chỗ nào vắng vắng lên đớp mày luôn á Nhăn. Không có nhiều cái anh phải đứng tuổi nhìn thùng á. Gần kìa vậy. Anh có vợ đàng hoàng mày, nó có vợ con mày, nó là mày, nó phái mày á. Không. Chứ không có tự nhiên ngủ vậy nằm mơ hay gì tự nhiên đó tôi không qua mà. Mày chứ không phải mày thấy trai là mày đớp. Mày mỗi lần không chọc tôi sao? Bữa nay tôi chọc ông chứ cho luôn nha. Cho. Mày thấy trai mày tôm tớp mày đớp người ta là. Đâu cái này tôi cho đâu không thấy không? Tao ngủ rồi lúc mà hẹn kia tao tưởng con gì nó bu là nó hôn anh rồi Nhân ơi. Ông tào lao cái này tôi cho đâu? Ông tào lao ông đắc mấy gì? Mày đó Nhân. Chắc kiểu này sẽ không có nhiên nha. Cái không dài tự nhiên cái ông chọc anh hoài à. Bữa nay cái ông chọc là ổng hả? Rõ ràng mày hung tao mày để giống mẹ tao luôn. Bé tôi cho đâu hung nào. Mày mở cam lên đi Nhân, để anh cho mày coi nè Nhân ơi. Đó, mày thấy không? Nó hung nó để cái dấu trên mặt anh nè. Đó thấy không Nhân? Mày thấy không? Nó để dấu lên mặt anh luôn nè. Không có Nhân, cái này bữa nay cho nè, ổng á. Đó mà mai mốt mày đừng có nó rủ mày đi đâu, mày nhớ mày cẩn thận với nó. Đó, Nhân. Em ơi. Nói vậy lỡ mốt Nhân giữa dài đường gặp tôi nhìn tôi sao? Ủa sơn môi hay gì đập vậy? Anh không biết nữa, mà anh ngủ nó kêu anh dậy, nó giả đò nó kêu anh dậy anh coi giùm em. Cái máy nó bị hư vậy ai biết, nó đưa cái điện thoại vô tới nó gọi lên mặt. Nó rồi bữa nay tôi cho nó mà. Đó Nhân em cẩn thận mà đó nha. Mà đó có ai không anh? Hả? Mà đó có ai không? Không, quay ngoài đình Long Phượng nè, mày nhìn đi vắng que hả? Không mà có bóng người nào á. Tôi nói tôi cho nó tôi không nào. Vậy em bé với ai nữa? Không có. Bữa nay cái anh cho lỏng. Đó mày đi chơi với nó mày cẩn thận, mày chưa có vợ con nha. Tao nói tao đâu muốn gặp tôi nè sao không nội? Coi chừng á nó cướp đời trai mày luôn á. Nó cái ngàn mày. Giữ hồn nha nhà. Đừng quẹo với thằng bạn nha. Tự nhiên, giờ nghe ông nói nghe ghê ớn quá ta. Giữ quẹo vô mà cái mặt lần ông cho tôi sao nè. Quý tôi cho lại ông nè. Cho cái gì? À, mày biết, tao không biết, nhưng mà tao không biết, mày có quay hay không tao không biết, nhưng mà đó Nhân thấy rõ không, làm chứng cho anh nha. Anh ngủ rồi nó đớp anh đó. Đúng rồi nè, nào không nhìn vô nè, phải đi đậu tôi không? Điện thoại mày ai biết kệ mày. Mày thấy không Nhân, mày đi chơi với nó cẩn thận, mày ra chỗ vắng nha. Ủa chị điện thoại nha, lỡ muốn nhận Nhân cái gì ra đường gặp tôi nữa, coi tôi sao. Bữa nay nó cũng rủ anh ra đình Long Phượng luôn là anh nghi rồi đó. Chứ không phải anh rủ nó, bữa nay nó rủ anh luôn á. Nó kêu ra đình Long Phượng uống nước mía. Con tào lao ông đất máy không mày ơi. Nè, thấy rõ mặt nó chưa Nhân? Mà Nhân. Mà anh ngủ chi, ra ngoài uống nước mía anh ngủ chi. Ngoài này nó hiu gió nó mát nè. Mà nhớ nha em đi chơi với nó nhớ cẩn thận nha. Anh có vợ có con rồi mà nó còn không tha luôn đó. Mấy chị đàn bà ông nội mốt lỡ Nhân ra đường gặp tôi rồi đó nhìn tôi nói chuyện nó sao? Thấy không? Thấy mà anh có vợ có con rồi đó mà nó còn không tha anh luôn á. Mày trai tráng mày mới lớn mày đẹp trai hơn anh nữa là nó thèm mày dữ lắm rồi đó. Vừa phải nha. Ví dụ tôi nói chuyện tụi chuyện tôi với Nhân kệ tôi. Còn mà ông già hấp à. Già như quỷ rồi bữa nay tôi nè. Ông lấy điện thoại tôi không? Không kệ mày. Mặt nói chuyện nữa tôi không? Mày quay kệ mày. Giờ có bằng chứng đây rồi. À Nhân ơi, em lấy máy quay em quay lại giùm anh luôn nha. Này lên mạng cho thiên hạ người ta biết là nó ông tào lao quá cái già trẻ nó cũng không tha hết á. Cái chuyện này của tôi đâu có coi gì đâu. Mày nói giùm nha. Sao nói chuyện với thằng Nhân, cho thằng Nhân nó biết mai mốt nó mày để cẩn thận đề phòng đó nha. Mày đẹp trai hơn anh nè. Mày trai tráng hơn anh nè. Anh già mà nó còn không tha luôn. Đâu nói với Nhân mốt lỡ ra đường gặp tôi nó còn như lúc trước sao? Thôi mày cãi tao. Tao nói chuyện với Nhân cãi tao mày quay gì cãi mày. Ủa cái chuyện của tôi đâu có coi gì đâu Nhân chi. Đó Nhân vậy nha em, bye bye nha. Rồi, nhớ cẩn thận với nó rủ đi đâu đừng có đi nha. Mỗi lần ông cho tôi sao bữa nay tôi cho lại chị nó Nhân chi vậy? Đó nhớ cẩn thận nha, đi đường rồi vắng vẻ rồi. Giỡn ông ta làm sao giỡn vậy, bây giờ nói người này kia. Nghe người ấy nữa thấy không? Không trời. Làm sao á? Rồi cho lại chị nhiên điện thoại người này kia mấy vốn mà. Cho nó biết. Mày mới chết không? Mày mốt để tắt máy để em nói chuyện ổng một lần nó xong luôn vậy mốt khỏi ai chọc ai.
Đó thấy em Nhân vậy nha em Nhân. Rồi bye bye em nha. Cẩn thận nha Nhân. Trời, rồi bye bye anh Ngọc nhìn bé nha.